Phần thi thứ nhất là của thí sinh Trần Xuân Trường đến từ Hải Dương với làn điệu Chinh Phụ. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Tấm ơi, chắc có lẽ lòng anh thơ tưởng quá, nên thấy chầu nào cũng ghi một người tên. Ngót một năm rồi dương thế chẳng còn em, chầu thơm ngát để cho lòng thêm đau xe. Em xuân bay về, tình lại nhớ. Có lời ý mênh mang, em lại ý đau. Sương reo trên đường nghỉ vắng nghi khoảng nghi liệu ý rồi nhắc nghi hoài cơn bóng đi hình vắng bóng người trầu không xanh hơi sông bên hải tình. Về đây thương nghi cả mi hoài thiên là ly thoang thoảng ý hương ý đời ngát thơm ý vị trầu tình người thay chiêm bao ơi tâm ý yêu thương ơi vắng bóng ý làng ý vắng bóng người trầu không xanh hơi sông bên hồi ý tình. Về đây thương nghi cả mi hoài thiên là lý thoang thoảng nghi hương nghi đời ngát thơm nghi vị trầu tình người hay chiêm bao ơi tâm lý